Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em Tú sẽ giới thiệu đến với anh em một cái mẫu mà bên em mới về. Đây là cũng là một cái mẫu mà anh chủ cũ, anh ấy đã quay đầu lại cho bên em và lên đời một chiếc khác để trải nghiệm. Thì chiếc này của em là một chiếc thuộc dòng đời 116, tức là một cái mẫu sản phẩm đã dừng sản xuất của Rolex rồi. Hiện tại để mà anh em mua được một chiếc hàng 116 mà còn mới thì cực kỳ là khó khó tìm. Như như anh em thấy đây, chúng ta sẽ có đầy đủ là hai quyển sổ to, sổ nhỏ, dòng đế chốt, và ở đây em sẽ có một cái tấm thẻ. Tấm thẻ này của em thì sẽ có mã là 116244, tức là chuyên này của em sẽ có cái liềng kim zin anh em nhé, và đời 116 này 244, size 36mm, và số series ở đây 7580 E9 E3. Ở mặt sau thì anh em sẽ thấy được chuyên này của em thì sẽ được mua tại Tràng Tiền Plaza tại Hà Nội, và date mua sẽ là 2015. Tính theo bảo hành chính hãng thì hiện tại thì bây giờ cũng đã hết bảo hành chính hãng rồi, nhưng mà bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh em đó là 3 năm khi mà anh em mua chiếc đồng này, cũng như cam kết hàng chuẩn chính hãng cho anh em. Anh em có thể đi check bất cứ chỗ nào một bên thứ ba uy tín nếu mà phát hiện đồng của em đang fake, em sẵn sàng em bồi thường và hoàn tiền anh em thêm 100 triệu. Cũng như khi mà anh em mua tại bên em thì em bao quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh em có nhu cầu trong vòng 1 năm, anh em đeo thoải mái, chán thì bán lại cho em. Và đây là chiếc đồng hồ mà em muốn giới thiệu đến với anh em ngày hôm nay, một chiếc Rolex Datejust 116244 với cái liềng sẽ được làm đó là kim cương. Một chiếc đồng hồ có size là 36mm và độ dày sẽ là khoảng tầm 12mm anh em nhé, tầm 12mm tính cả mặt kính. Thì cái em này của em thì sẽ phù hợp với anh em có cổ tay tầm trên 15 và dưới 18, đeo cực kỳ thoải mái. Đời 116 này thì phần càng này sẽ được làm to và dài hơn so với cái đời 126, nên đây là một cái mẫu cũng khá là dễ đeo với anh em cổ tay to. Em đã có rất nhiều các anh cũng cổ tay to hoặc anh em cổ tay nhỏ đã thử và đeo trên ngoài các mẫu khác của size 36 thì đều sử dụng chiếc đồng hồ Rolex 36 này cực kỳ đẹp, và các anh nó rất hài lòng về những cái mẫu này. Kể cả bản thân em cũng vậy, bản thân em cũng cổ tay của em cũng là cổ tay 16 và em đeo rất phù hợp với những chiếc đồng hồ size 36mm của Rolex. Thì lát nữa của tầm cuối video thì em sẽ giúp em báo giá cũng như là thử lên tay để anh em có thể cảm nhận được cái vẻ đẹp khi mà chúng ta thử lên tay. Còn chiếc này của em thì sẽ có được trang bị một cái phần mặt số được làm bằng ngọc trai, và cái phần mặt số này sẽ có đó là cái màu tím anh em nhé. Như cái mặt này của em thì sẽ được hãng gọi là mặt trai đen, nhưng khi mà chúng ta nhìn bằng mắt thường hoặc khi mà anh em xem qua video này của em thì chúng ta có thể thấy cái những sắc sắc tím được làm được nổi lên trên toàn bộ phần mặt số này nó sẽ nhiều hơn, còn khi nhìn thẳng thì chúng ta sẽ nhìn ra đó màu đen. Đây là một cái hiệu ứng rất đẹp khi mà anh em muốn sử dụng cũng như là đeo trên tay mình một chiếc mặt ngọc trai. Mặt ngọc trai thì chúng ta sẽ có rất nhiều các loại mặt, mặt trai trắng, mặt trai đen như của trên tay của em đây, và mỗi cái mặt của mỗi chiếc đồng hồ thì đều chế tác 100% từ con trai, từ thiên nhiên, cũng như là mỗi phần của con trai thì nó đều có một cái vân cũng như là một cái ánh sắc khác nhau. Bởi vậy anh em có thể hình dung đó là một chiếc đồng hồ với mặt ngọc trai nó tương tự như mà là một bản giới hạn thu nhỏ của một chiếc đồng hồ Rolex. Trên cái phần mặt số này của em thì sẽ có các cọc số kim cương, và bộ kim của chiếc này sẽ là một bộ kim được làm kiểu kim vuông, và sau đó sẽ được Rolex họ để chế tác đánh bóng và được gắn lên trên toàn bộ trên cái trụ kim như thế này. Đây là một cái đặc điểm rất dễ nhận biết để anh em có thể biết đây là một chiếc đế chốt, tại vì đây chúng ta sẽ có rất nhiều những cái thiết kế rất đặc trưng mà anh em chỉ cần nhìn lướt qua là có thể thấy được ngay. Đó là phần cọc kim này, cũng như là bộ dây và thương hiệu Rolex ở phần lúm. Đó, chúng ta chỉ cần lướt qua thôi là anh em có thể biết được đây là một chiếc Rolex. Ô lịch ở góc 3 giờ với nền background màu trắng chữ đen, cùng với đó ở trên phần viền ô lịch sẽ có được bao quanh bởi một cái đường viền vàng ở xung quanh. Đây là một cái đặc điểm nhỏ thôi nhưng mà cũng rất đặc biệt trên các mẫu mặt ngọc trai. Tất cả các mẫu mặt ngọc trai đều được trang bị cái viền xung quanh ô lịch như thế này.
Và trên mặt số thì sẽ được in dòng chữ Rolex Oyster Perpetual và dòng chữ Deadshot. Oyster tức là chiếc đồng này của em sẽ sử dụng bộ vỏ cũng như là thân thép Oyster, và Perpetual thì chúng ta sẽ có đó là trường tồn, sự trường tồn mãi mãi. Còn ở bên dưới này chúng ta sẽ có là Superlative Chronometer, là một cái chứng nhận độc quyền của Rolex trên các bộ máy của mình. Đây là một cái chứng nhận để chứng minh cho cái bộ máy này nó sai số sẽ cộng trừ 2 giây một ngày. Và tất cả các mẫu máy của Rolex thì đều sẽ có hai cái chứng nhận về độ chuẩn xác, đó là chứng nhận COSC và chứng nhận Superlative Chronometer này của riêng Rolex. COSC là một cái chứng nhận của một cơ quan kiểm định của Thụy Sĩ. Họ kiểm định tất cả các bộ máy khi mà được gửi đến, và chỉ có 3% bộ máy của Thụy Sĩ mới đạt được cái chứng nhận COSC này. Và Rolex thì họ lại còn đẳng cấp hơn nữa khi mà họ tự kiểm định cho bộ máy của mình, đó là một cái chứng nhận là Superlative Chronometer, tức là một cái bộ máy siêu chuẩn xác. Còn ở bên dưới cùng này thì chúng ta sẽ còn dòng chữ Swissmade đây. Anh em có thể thấy cái mặt ngọc trai này, khi mà em nghiêng từng góc độ này, cái mặt ngọc trai này nó sẽ tạo nên hiệu ứng rất tuyệt vời, đúng không? 7 sắc cầu vồng được thể hiện trên toàn bộ phần mặt số của chiếc đồng hồ này. Bởi vậy cái mặt chai đen này lúc nào cũng được anh em săn tìm và ưa chuộng nhiều nhất. Nhưng mà nó cũng khá là kén các anh đeo. Bởi vậy cái mặt ngọc chai này nó luôn có một cái độ hiếm rất là cao. Và thứ hai nữa đó là cái đời 116 này hiện tại đã dừng sản xuất rồi. Từ cuối 2019 thì bắt đầu đã dừng sản xuất đời 116 này rồi. Nên anh em mà kiếm được một chiếc còn đẹp và mới của dòng 116 thì cực kỳ là hiếm có, khó tìm. Và nổi bật nhất đó là trên cái phần liềng của chiếc này sẽ được trang bị liềng kim cương, được liềng kim cương zin của hãng. Và như anh em đã thấy, liềng kim cương zin này thì nó có một cái độ đẹp không thể tả được anh em ạ. Đó là một cái những viên kim cương tuyển chọn rất là gắt gao của hãng, sau đó họ sẽ lắp trên toàn bộ cái phần liềng cũng như là cọc số của chiếc này. Và đây là một chiếc đời 116, tức là đời 6 số, thì trên phần liềng của chiếc này vẫn sẽ có đạt tiêu chuẩn của Rolex, đó là chạy chữ vòng quanh. Và khi di chuyển đến góc 6 giờ thì anh em sẽ thấy được cái số series của chiếc này ở góc bên dưới góc 6 giờ. Mặt kính chiếc này sử dụng sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối. Và mặt kính này thì chúng ta sẽ có một cái logo ẩn bên dưới góc 6 giờ, tức là để chứng minh cho cái mặt kính này sẽ là mặt kính chính hãng. Và anh em sẽ phải soi flash vào, soi đèn vào đối diện với góc mình nhìn thì mới thấy được cái logo đó. Và bây giờ thì em sẽ bỏ cái hố này ra cũng như là để show cho anh em toàn bộ cái chiếc ngoài. Về phần thân vỏ thì anh em sẽ thấy được phần thân vỏ này sẽ được đánh bóng này, còn thân bộ dây thì sẽ là thép vay xước kết hợp với đánh bóng ở ba mắt chỉ ở giữa. Toàn thân chiếc này được làm bằng thép không gỉ 904L. Đây là một cái loại thép mà Rolex họ phát triển độc quyền trên các sản phẩm của mình. Bộ thép khi mà được gia công hoặc được chế tác thành như thế này thì nó sẽ giữ cái độ bóng cũng như là độ cứng cực kỳ cao. Bởi vậy một chiếc Rolex cực kỳ bền anh em nhé. Và chiếc này của em là một chiếc đời 116 sẽ được trang bị khóa Jubilee. Và chúng ta có thể thấy toàn bộ cái bộ dây này còn cực kỳ cứng, đẹp đó. Tất nhiên là một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng thì không thể tránh được những cái vết xước răm li ti ở trên toàn bộ cái phần thân vỏ. Thì như anh em thấy thì khi mà chúng ta nhìn mắt thường thì có thể thấy một vài cái vết xước răm trên toàn bộ cái phần thân vỏ cũng như bộ dây đó. Nhưng mà trên video thì có thể anh em nhìn loại ít thấy hơn, bởi chiếc đồng này của em nó còn khá là mới. Còn đây bộ khóa đây, đó bộ khóa chúng ta sẽ gập một bên vào và bấm vào đây thì đóng được khóa. Rất nhiều anh em ưa chuộng cái mặt khóa Jubilee này bởi nó sẽ tạo thành một cái tổng thể liền mạch cực kỳ đẹp, và khi mà chúng ta đeo lên tay cảm giác cái toàn bộ cái phần bộ dây cũng như phần khóa sẽ ôm sát vào tay mà không bị cộm một chút nào cả. Khi mở khóa thì anh em mở theo cái logo này, đó. Và còn đây là mặt sau đây. Mặt sau dây cũng như mặt sau đáy sẽ được làm đáy kín. Bộ máy trước này sử dụng sẽ là bộ máy 3135, một bộ máy nổi tiếng chứ danh của Rolex. Thì bộ máy này anh em sẽ có là 31 chân kính, tần số rộng là 28.800
và giá tích cóp sẽ là 48 tiếng. Sai số của một chiếc đồng này sẽ là cộng trừ không quá 2 giây một ngày. Đó, cực kỳ chuẩn xác anh em nhé. Với những các mẫu đời mới, ví dụ như đời 126 thì Rolex họ đã cho ra bộ máy 3235, tức là một bộ máy ưu việt hơn bộ máy 3135 này. Nhưng mà bộ máy 3135 này nó vẫn vẫn có cái sự đẳng cấp riêng của một cái bộ máy được Rolex họ trang bị, họ sử dụng đến cả hàng trăm năm. Và bây giờ thì em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng này anh nhé. Chiếc đồng này hiện tại thì dây mắt thừa đang vừa tay của em, và chiếc đồng này của em sẽ là full mắt anh em nhé, full 24 mắt luôn, full 24 mắt. Bình thường ví dụ như mà anh em mua của một bên, ví dụ như mua của một bên khác thì hầu như sẽ là 22 mắt cho cái bộ dây Jubilee, bộ dây Jubilee khóa Jubilee đời 116 như này. Nhưng chiếc này, đồ này của em là một chiếc mà em thu lại cho anh chủ cũ, thì anh ấy giữ nguyên cả 24 mắt. Đó là một cái điểm rất đặc biệt khi mà anh em có thể mua chiếc đồng này. Đó, khi mà lên tay em thì cổ tay 16 và đeo lên tay size 36 của Rolex đeo cực kỳ vừa vặn anh em nhé. Nổi bật nhất đó là cái mặt ngọc chai đen và liềng kim cương. Liềng kim cương thì khi mà đeo lên tay thì cực kỳ sáng và rất đẳng cấp của cái liềng kim. Đó, rất nhiều anh em sử dụng một chiếc Rolex sau đó lại độ thêm một cái liềng kim bởi để muốn tăng thêm cái vẻ đẹp và độ chất chơi khi mà chúng ta đeo lên tay. Chiếc đồng này của em là một chiếc hàng đã qua sử dụng, tình trạng còn rất mới, full set 2015, đầy đủ hết tất cả, không thiếu thứ gì cả. Thì em đang giao lưu với anh em đó là 345 triệu cho chiếc Rolex này. Chiếc đồng này của em thì em đang sẵn tại Hà Nội, anh em ở Hà Nội thì có thể qua lên tay trực tiếp, hoặc anh em ở tỉnh thành khác ngoài Hà Nội thì có thể cọc cho một chút, sau đó em sẽ chuyển hàng trực tiếp đến cho anh em. Số điện thoại của em thì em để dưới góc màn hình, 0366621996. Thì anh em có bất cứ thắc mắc gì thì cứ có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc liên hệ qua Facebook, Zalo, em đều đăng ký cả số điện thoại này. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Em xin kết thúc video ở đây. Xin chào và gặp lại anh em.